Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S833. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Nguyễn Tú. Theo như cái bảng chọn môn phái ở đầu video thì anh em thấy là nếu như cái team này chúng ta kết hợp trường ca với trảm nhạc với một con phá trận thì nó sẽ khá là tuyệt vời đấy anh em ạ. Nhưng mà ở đây anh em sử dụng thêm một con cái bang, biết đâu cái bang chúng ta sẽ khắc lại với những môn phái hệ kim để bảo kê tốt cho đường môn thức tỉnh đúng không ạ? Rồi, số đồ đội trong bản đồ chúng ta chỉ có 18 đội thôi nha bà con cô bác ơi. Và bây giờ thì các thành viên mình đang di chuyển về khu vực số 14, có team đó là Thiên Nhẫn. Rồi, team này treo chắc luôn rồi. Đường môn phá trận là môn phái mình đánh giá cực kỳ nguy hiểm trong cái hoạt động tâm ma, bởi vì cái lượng đam, khả năng khống chế từ chiêu số 2 của nó rất to anh em ạ. Nhưng mà đây cũng là một con dao hai lưỡi, nó sẽ khiến đường môn phá trận tử vong ở đầu trận nha, do đó anh em phải sử dụng chiêu này thật cẩn thận, bởi vì nó sẽ nhận cái lượng sát thương phản ngược trở lại rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta đã giảm đi 4 đội trong bản đồ rồi, chỉ còn có 14 đội thôi anh em ạ. Và mình đánh giá con đường môn phá trận thì nó có khả năng hồi máu khá là nhanh với chiêu số 2, nên mà chỉ cần chúng ta gom lính lại và đặt chiêu 2 thôi thì anh em thấy là cái lượng máu của đường môn đã được hồi phục một cách nhanh chóng. Và đây là môn phái mình nghĩ là anh em nên trải nghiệm một lần hoặc là sử dụng thường xuyên trong các hoạt động tâm ma, và chắc chắn anh em sẽ gây được rất nhiều áp lực về phía team địch anh em ơi. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 13, có team rồi, dường như đó là Thiên Nhẫn thì phải. Và các thành viên mình đã có thêm điểm hạ gục. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ tài nguyên xuất hiện, và anh em có di chuyển về thương nhân hay không? Rồi ra thương nhân luôn anh em ơi. Nghe luôn, quẹo lửa. Chúng ta đang chờ đợi tài nguyên. Và cái thành viên của mình đã quyết định mở rương rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sau khi mở rương xong sẽ làm gì đây? Đó là chúng ta sẽ di chuyển về thương nhân. Đó, để cho hai môn phái tăng trước. Có team tàn kiếm vỏ đen, một team treo nữa rồi. Bởi vì có một team treo ở đây thì chắc chắn là thương nhân sẽ còn full đồ nha anh em ơi. Đó, trời ơi, chiền thân thích. Mê tung ảnh luôn anh em ạ. Ai không đủ. Bán ngọc lấy xu mua mê tung ảnh. Chọn một cái quyển bí kíp rất là quan trọng. Như vậy là chúng ta không có bán ngọc lấy xu mà chúng ta lấy ngọc tăng lực chiến. Tiếc quá, cơ hội về thương nhân rất hiếm nha anh em ơi. Cung Lôn vẫn còn có mặt tại khu vực số 3. Dường như có một môn phái gì đó, à không, cái bang vừa chết đồ chạy xuống khu số 14. Và như vậy là ảo tượng chuẩn bị xuất hiện anh em ạ. Chúng ta đang có mặt tại khu vực số 15. Mở cái bản đồ lên, khu vực số 5 có ảo tượng. Ui, mới đây mà anh em thấy số đội đã giảm đi, chúng ta chỉ còn có 8 đội thôi. Chứng tỏ là những khu vực khác các team cũng đang quét map rất mạnh. Rồi, ảo tượng khu 5 đã được mở. Trời ơi, tiếc quá ha, không có giao tranh rồi. Có giao tranh không? Hai thành viên chúng ta đã di chuyển ra. Đường môn cũng đã chạy ra rồi. Trời ơi, đặt chiêu 2. Ây da, có tiêu dao 1 chấm máu. Như vậy tiêu dao đã rút lui thành công rồi anh em ạ. Đầu bàn có cả một cái bàn. Một cái bàn liệu vậy? Cái bàn vẫn quyết định ở lại, cái bàn đã bị khống chế rồi. Và chắc chắn cái bàn hết chạy anh em ơi. Rồi thôi thì bây giờ chúng ta mở rương. Đầu bàn mở tượng thì mình mở rương nha. Chơi đường môn thức tỉnh thì anh em cần chú ý là phải đảm bảo lượng máu chúng ta luôn đầy nha anh em ơi, bởi vì con này rất mong manh dễ vỡ. Và BK đường môn thì anh em chú ý vào các cái cửa chuyển tống, mình phải đứng gần những cửa chuyển tống nha, để anh em thoát thân cách dễ dàng hơn. Vẫn còn một cao tượng tại khu vực số 2, và các thành viên chúng ta sẽ làm gì đây? Đặt chiêu 2 cái anh em, đặt chiêu 2 cái rồi mở rương tiếp. Không, chúng ta quay trở lại khu vực số 15. Gom đỉnh. Và sau đó dùng chiêu 2, anh em có lượng máu hồi phục nè. Bóp, và đầy cây máu rất nhanh chóng anh em ạ. Như vậy là ảo tượng khu 2 vẫn còn. Bây giờ chúng ta có tiêu dao, lóc lên rồi. Ui, lướt ra thoát thân, tiêu dao thất thám, chạy được không? Như vậy là tiêu dao đã rút lui thành công. Rồi thôi, Công Lôn rút lui luôn, Công Lôn ơi, cẩn thận Công Lôn ơi, Công Lôn tuột máu nữa rồi. Rồi xong, Công Lôn đang bị khống chế, như vậy là Công Lôn phải ngã xuống anh em ạ. Như vậy là chúng... Ôi, tiêu dao quay lại nữa kìa. Ủa, tiêu dao lúc nãy yếu máu mà ta. Hồi máu cực lẹ anh em ơi. Mình nghi là tiêu dao đó lúc nãy mở tượng tại khu 5 đó anh em ơi. Bây giờ chúng ta đã phải rút về đến khu vực số 15. Tiếp tục farm lính hồi máu.
có một vỏ đạn không nguyên đến từ khu vực số 16. Trời ơi, dính chiêu rồi, chắc chắn vỏ đạn lên bài điểm số. Ai, hết chạy. Một quả đặt chiêu 2 rất đẹp tại cửa chuyển tống. Anh em tới đầu với đường môn thức tỉnh, chúng ta chú ý đừng có rượt bạo quá nha anh em ơi. Đường môn mà đặt cửa, đặt 7 ngay cửa thì thôi, nó còn thốn hơn cả thiên nhẫn nữa anh em ạ. Và bây giờ thì các thành viên chúng ta đang cố gắng farm lính để hồi máu. Rồi, farm tiếp tục nha anh em. Những giây cuối cùng của vòng số 1. Anh em thấy tốc độ hồi máu của đường môn kinh khủng không? Đó, gồm 5 con lính lại và chúng ta đặt chiêu 2 cái là đường môn gần như đầy máu anh em ạ. Lụm con ngựa, có ngựa rồi, lụm luôn một quyển bí kíp còn sót lại. Ôi, mua cường hóa luôn hả anh em, để dòng sau mua bí kíp anh em ạ. Trời ơi. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc và chúng ta vẫn còn đến 7 đội để tiếp tục bước về vòng số 2. Ở cái vòng số 2 này mình sẽ đối đầu với những team nào đây? Và liệu cái bang có thể bảo kê được cho đường môn của chúng ta hay không? Trong khi map vẫn còn tiêu dao nha anh em ạ. Thường nhân đã xuất hiện tại khu vực số 3. Nhưng mà đường môn chúng ta thì không có xu để mua đồ. Hồi tiếng quá, có tàng kiếm nữa kìa, tàng kiếm cầm tay. Thêm một minh giáo nữa anh em ạ. Ây da, minh giáo nhảy vô cái chiêu 2 của đường môn, minh giáo đã ra đi rồi. Rồi, đường môn chỉ lấy được một cái tăng cấp ngựa. Như vậy là anh em có thể thấy là trong bản đồ chúng ta hiện tại vẫn còn một tàng kiếm. Nhưng mà mình có cái bang đúng không? Cái bang có thể bảo kê được cho đường môn chúng ta. Và bây giờ thì các thành viên của mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Đặt chiêu 2 đi anh em, đặt chiêu 2 đi anh em. Đó đúng rồi, chiêu 2 đang kết thúc cho lẹ. Chiêu 2 hồi rất nhanh nha. Thời gian hồi chiêu 2 rất lẹ, cho đó chúng ta cứ việc sử dụng chiêu 2 một cách thoải mái. Và tiếp theo chúng ta quay trở lại khu vực số 3. Hiện tại đường môn vẫn chưa có thêm xu để tiếp tục mua đồ. Thôi thì mình farm lính tiếp đi anh em ơi. Hoặc là mở rương, chúng ta quyết định di chuyển sang khu vực số 14. À không, khu vực số 4. Hay cha. Rồi, từ từ thôi nha bà con ơi. Mình sẽ mở rương nhẹ nhẹ nha. Vẫn chưa biết được trong bản đồ này còn những môn phái gì, vậy đó chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tiếp theo, các thành viên mình di chuyển sang khu vực số 5. Rồi, qua khu 6 luôn. Đường môn sẽ làm gì đây? Bán tài nguyên và lấy ngọc, lấy xu để mua một cái phục ma thạch tấn công level 2. Chúng ta quay trở lại khu vực số 4. Gom lính và sau đó là gì? Đặt chiêu 2. Chiêu 2 liền anh em. Đó, ôi có tàng kiếm kìa. Tàng kiếm vừa xuất hiện. Không biết trong bản đồ mình còn những team 3 hay không. Ôi khu 3 có biến rồi. Ôi rồi rồi rồi. Ai, cái màn hộ báo rồi, có tiêu dao bên này. Chiêu 2, tiêu dao đã lướt thành công anh em ạ. Cái bang tình huống đó là định đuổi theo để bắt tàng kiếm đó anh em. Nhưng không ngờ bên khu vực số 3 có tiêu dao. Và trận tâm ma lại càng khó khăn hơn nữa rồi. Bởi vì đường môn chúng ta chỉ còn một thân một mình. Vẫn chưa có được quyển bí kíp trùng nào anh em ơi. Có lẽ bây giờ anh em cần phải mở rương nhiều hơn. Để chúng ta có tài nguyên. Đã giảm đi thêm một đội trong bản đồ nữa rồi. Như vậy là chúng ta có thể thống kê được trong bản đồ mình sẽ còn một tiêu dao, một tàng kiếm. Trước mắt là như vậy anh em ạ, nhưng mà không biết là tiêu dao tàng kiếm có tự xử lý nhau chưa. Trận này anh em hãy coi là đường môn mình sẽ thể hiện kỹ năng BK. Con này thì anh em BK đừng có quá nhây ở một khu vực nha anh em ạ. Mình phải di chuyển. Nhả chiêu và chạy, nhả chiêu và chạy. Rồi, không mở tượng tại khu 4, chúng ta quyết định di chuyển thẳng về đến khu vực số 2. Đường môn đang toan tính điều gì đó. Có team ở đây, có cả một đường môn thức tỉnh nữa kìa. Ui, tiêu dao nữa. Rồi, 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 rồi. Được không, được không, được không? Thêm chiêu 2 phát nữa. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được cả đường môn với tiêu dao. Còn anh em có hát map gì không anh em ạ? Ui. Và mình vừa phát hiện tàng kiếm đang có quần thể kim cang tại khu vực số 2. Máu luôn kìa anh em ạ. Và đây sẽ là kèo solo giữa đường môn thức tỉnh và tàng kiếm nha. Không biết tàng kiếm đó là tàng kiếm gì nha anh em ơi.
Nhưng mà cái pha cân 2 vừa nãy của Đường Môn chúng ta rất là đẹp nha anh em ạ, cực kỳ đẹp luôn. Tiêu Dao đã rất bất ngờ khi không biết là có chiêu 2 dưới chân. Đường Môn chúng ta đã đầy máu, chúng ta gặp Tàng Kiếm rồi, đó là Tàng Kiếm Trảm Nhạc. Ai... Ôi chưa có chiêu 3 mà quay lại rồi, rất hổ báo, chúng ta có chiêu 3 lướt. Như vậy đặt chiêu 2 thành công rồi, Tàng Kiếm có thể thoát thân thành công hay không? Đặt đặt lính anh em, cẩn thận phản đam. Phản đam, phản đam, phản đam. Và như vậy kết thúc được Tàng Kiếm luôn. Tàng Kiếm có cái vẻ là hơi bất ngờ với đường môn của chúng ta. Quá tuyệt vời. Và như vậy là trận tâm an đã kết thúc rồi anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm an này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.